ra ngoài, đến nơi khác đi. Đuổi ta đi. Nếu ngươi đã không cho sủng vật của ta vào ở, được, vậy ta sẽ ăn sủng vật của ta, được rồi chứ? Được đấy, được đấy. Ai chả, ta còn chưa gặp vị khách nào lại ăn thịt sủng vật của mình. Mau ăn đi để ta đừng mở mang tầm mắt. Ngươi ép ta. Ngươi thật sự ép ta à? Được, ta ăn. Ta có phải là sủng vật ăn rồi? Cho ta mau lên. Cứ làm đó. Cho ta không? Cho ta. Con của ta. Đừng không chạy. Đại thẩm, ta tạ thẩm rút đao tương trợ. Chỉ là bất kể là người hay cá, với chuyện hành hung thì ta đều phải bắt về quy án. Nó hàm hồ, làm sao mà được đây? Đừng chạy. Đây là cá sao? Cá chép hồng, cá chép xanh và lừa. Đều quên cả sao phải không? Cá chép. Hai ngày nữa ta sẽ đến Hàng Châu, báo với mẫu thân ta một tiếng, chúng ta xoay một vòng, có được không? Được thôi. Đại gia, tối nay còn đến nữa không? Trốn ở đây làm gì? Ta không trốn. Ta chỉ thật ở bên ngoài thôi. Vớ vẩn, đừng chạy. Ta đi ngoài thật, lừa ngươi làm gì? Là một đạo sĩ. Ta lại là ngươi. Chẳng được bám theo ta thế. Bám theo ngươi. Ngươi là ai chứ? Cô nương. Đã thất lễ rồi. Chúng ta không quen đúng không? Tất nhiên là không quen rồi. Còn dám sàm sỡ ta. Đừng giả thần giả quỷ với ta. Ngươi. Ta là bổ đầu đi phá án. Còn cô là cao nhân phương nào? Đừng có lôi kéo quan hệ với ta. Không phải ngươi tới đây bắt cá sao? Cá đâu? Cá chạy lên lầu rồi. Ta vừa mới đuổi theo nó thì bị cô kéo lại. Hỏng rồi, Kiều Kiều gặp nguy hiểm. Kiều Kiều, không sao chứ? Khách quen à? Kiều Kiều, buổi sáng chẳng mới đi mà sao bây giờ đã quay lại rồi? Buổi tối chàng còn tới không? Nàng có thấy thứ gì lạ không? Chàng còn chưa đủ lạ sao? Mỗi ngày đến nhiều lần như vậy, nhà môn nhàn rỗi vậy sao? Ai là Kiều Kiều hả? Là cô sao? Cô đổi tên lúc nào thế? Đại tị mau, đại tị mau. Hai người đến cùng một lúc thì phải trả thêm tiền. Thêm tiền? Ta và cô mà còn phải nói đến tiền sao? Cô cũng là khách quen à? Ta không tới mà cô ấy còn tiếp hắn. Có vẻ nặng quá, cái gì cũng muốn. Không nghe lời, khách gì cũng tiếp. Thật không thành thật. Ta sẽ để người ta thấy cô xấu thế nào. Xấu? Và cô ta xem cá ở đâu? Với có liên quan gì đến cá? Không liên quan thì ngươi đến đây làm gì? Kiều Kiều, đừng sợ, có ta ở đây. Ta lại nặng thế này. Cá đang ở đâu? Cá gì chứ? Kiều Kiều, mà cứu người còn cá làm gì? Nói, nàng ấy nguy hiểm như thế, sao không thể nhẫn tâm hành hạ nàng ấy?
tị mau, tôi có mà giả chết. Tôi kêu cái gì? Bà nãy không phải người rất đau lòng sao? Cao đại nhân, nếu ngài còn không kéo ta lên thì tối nay ta không gặp được ngài nữa rồi. Còn tối này nữa à?